Thưa ủy quyền của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư đã trình bày và các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã thảo luận thông qua dự thảo nghị quyết quy định cơ chế lồng ghép các nguồn vốn và huy động các nguồn lực thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021-2025. Việc lồng ghép các nguồn vốn và huy động nguồn lực thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ngân sách nhà nước, giảm thiểu tình trạng chồng chéo, trùng lắp nội dung hoạt động của chương trình, dự án trên cùng một địa phương. Qua đó khơi dậy, thu hút được sự quan tâm, tham gia đóng góp của người dân, các tổ chức, doanh nghiệp nhằm hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ của các chương trình mục tiêu quốc gia nói riêng và góp phần hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh giai đoạn 2021-2025. Các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã thảo luận thông qua các nghị quyết bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, nguồn vốn ngân sách trung ương, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và một số chương trình, dự án khác với tổng kế hoạch vốn là 53,3 tỷ đồng cho Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố. Bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, nguồn vốn ngân sách trung ương thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn 1, từ năm 2021 đến năm 2025, nguồn ngân sách trung ương là hơn 13,5 tỷ đồng. Nghị quyết phân khai kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023, nguồn vốn ngân sách địa phương đợt 2, nguồn vốn ngân sách địa phương, vốn xây dựng cơ bản tập trung là hơn 6,1 tỷ đồng. Trong đó, bố trí vốn đối ứng các dự án ODA là hơn 4,9 tỷ đồng. Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư là 1,2 tỷ đồng. Nghị quyết thống nhất kéo dài thời gian bố trí vốn thực hiện dự án đến hết năm 2023 đối với 11 dự án sử dụng vốn ngân sách cấp huyện theo đề nghị của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Nghị quyết giao bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách địa phương, sửa đổi bổ sung bảng giá đất ở trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi áp dụng cho thời kỳ 5 năm 2020-2024 tại mục 2 phụ lục kèm theo nghị quyết số 03 ngày 28 tháng 4 năm 2020 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh. Danh mục bổ sung công trình, dự án thu hồi đất và công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ sang đất phi nông nghiệp năm 2023 trên địa bàn tỉnh. Nghị quyết danh mục bổ sung công trình, dự án thu hồi đất và công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ sang đất phi nông nghiệp năm 2023 trên địa bàn tỉnh. Phân khai kinh phí trung ương bổ sung có mục tiêu năm 2023 để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông và quản lý bảo trì đường bộ. Nghị quyết phân bổ vốn sự nghiệp thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023 từ nguồn vốn trung ương và vốn đối ứng ngân sách tỉnh. Điều chỉnh bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030. Theo đó, quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường đến năm 2025 gồm 77 mỏ đá xây dựng với tổng diện tích hơn 1.100 ha, 98 mỏ cát sỏi, lòng sông với tổng diện tích gần 1.300 ha và 368 mỏ đất đối với tổng diện tích hơn 2.100 ha. Điều chỉnh nội dung công suất dự kiến 1 mỏ đá xây dựng, điều chỉnh quy hoạch 2 mỏ đất đồi tổng diện tích hơn 51 ha. Bổ sung 3 mỏ đất đồi, tổng diện tích hơn 42 ha. Đối với dự thảo nghị quyết này, sau khi nghe ý kiến của các sở liên quan và lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân yêu cầu. Cái này thì chị Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh sẽ kiểm tra, đặc biệt trong cái lĩnh vực các quản lý và khai thác khoáng sản, không được để lợi dụng chính sách. Cái việc đã chỉ định, đã không đấu giá đã là một việc mà chúng ta phải kiểm tra lại quy trình rồi. Cho nên là không để thất thoát, không để lợi dụng chính sách để trục lợi, để làm lợi cho cá nhân khác mà không đúng quy định của pháp luật. Cái này đồng chí Phó Chủ tịch phụ trách, tôi đã nhắc trước hôm nay, trước khi tôi thấy văn bản này tôi đã nhắc rồi. Các đồng chí phải kiểm tra làm cho nghiêm túc cái việc này.
Kỳ họp cũng thông qua nghị quyết về chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Hành Đức, Hành Minh, huyện Nghĩa Hành. Quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, công lập năm học 2022-2023 trên địa bàn tỉnh. Nghị quyết sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị quyết số 12 ngày 10 tháng 7 năm 2019 của Hội đồng Nhân dân tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức lãnh đạo quản lý được luân chuyển, điều động trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Bãi bỏ Nghị quyết số 12 ngày 7 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng Nhân dân tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí đăng ký cư trú trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Trong sáng nay, kỳ họp thứ 13, Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng đã thông qua nghị quyết, quyết định chủ trương đầu tư một số dự án phục vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong thời gian tới. Các đại biểu đã thông qua các nghị quyết quyết định chủ trương đầu tư dự án, đầu tư xây mới, cải tạo, nâng cấp, mở rộng và mua sắm trang thiết bị cho 4 trung tâm y tế tuyến huyện ở các huyện Nghĩa Hành, Tư Nghĩa, Mộ Đức và thị xã Đức Phổ. Tổng mức đầu tư dự án khoảng 136,8 tỷ đồng, trong đó 126 tỷ đồng ngân sách trung ương từ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, phần còn lại là ngân sách tỉnh. Nghị quyết quy định chủ trương đầu tư dự án nâng cấp trung tâm công tác xã hội tỉnh Quảng Ngãi, trụ sở 1-2, tổng mức đầu tư dự án khoảng 90 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách trung ương thuộc chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Địa điểm thực hiện dự án ở huyện Tư Nghĩa và thành phố Quảng Ngãi, thời gian thực hiện dự án năm 2023. Dự án nhằm đảm bảo điều kiện tốt cho việc chăm sóc, ăn ở, học tập, phục hồi chức năng và cung cấp các dịch vụ công tác xã hội người cao tuổi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, người khuyết tật, người yếu thế trên địa bàn tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi cho người tâm thần, người rối loạn tâm trí không nơi nương tựa, được đưa vào điều trị, nuôi dưỡng và phục hồi chức năng, sớm hòa nhập cộng đồng. Nghị quyết quy định chủ trương đầu tư dự án hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu đô thị trục đường Mỹ Trà Mỹ Khê. Mục tiêu đầu tư góp phần đồng bộ về hệ thống hạ tầng kỹ thuật và xã hội theo quy hoạch chi tiết được duyệt, sắp xếp lại dân cư trong vùng dự án, chỉnh trang đô thị khu vực và tạo quỹ đất sạch để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất. Tổng mức đầu tư dự án 253 tỷ đồng từ nguồn thu tiền sử dụng đất của tỉnh. Địa điểm thực hiện dự án tại thành phố Quảng Ngãi trong thời gian không quá 4 năm theo kế hoạch trung hạn chính thức của dự án được duyệt. Nghị quyết quy định chủ trương đầu tư dự án đầu tư cơ sở hạ tầng tạo quỹ đất sạch kết hợp cài chống sạt lở bờ bắc sông Trà Khúc, đoạn qua xã Tịnh Long, thành phố Quảng Ngãi với tổng mức đầu tư dự án 180 tỷ đồng. Cơ cấu nguồn vốn từ nguồn thu tiền sử dụng đất của tỉnh và nguồn vượt thu ngân sách tỉnh năm 2022. Địa điểm thực hiện dự án tại thành phố Quảng Ngãi trong 2 năm 2023-2024. Nghị quyết quy định chủ trương đầu tư dự án đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển khu đô thị mới An Phú, Đảo Ngọc, thành phố Quảng Ngãi nhằm từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông đồng bộ trên địa bàn tỉnh theo đúng quy hoạch được duyệt, tăng cường khả năng kết nối lưu thông từ hai bờ sông Trà Khúc vào trung tâm Đảo Ngọc cũng như kết nối giao thông giữa hai bờ sông của thành phố Quảng Ngãi, thúc đẩy mở rộng và phát triển không gian đô thị thành phố về phía đông hai hướng sông Trà Khúc, tạo điểm nhấn không gian kiến trúc, xây dựng biểu tượng cho thành phố Quảng Ngãi để tạo ra một đô thị bên sông thật sự, làm thay đổi diện mạo, tầm vóc của thành phố trong tương lai. Phát huy tối đa hiệu quả đầu tư các dự án đã có chủ trương đầu tư của cấp có thẩm quyền, di dời đảm bảo an toàn cuộc sống cho người dân tại thôn An Phú đến nơi ở mới, có điều kiện sống tốt hơn, nhất là trong mùa mưa bão. Dự án đầu tư cầu đường kết nối khu vực với hai đường Trường Sa - Hoàng Sa, kè và bồi thường giải phóng mặt bằng tái định cư theo quy hoạch chi tiết được duyệt với diện tích khoảng 163 ha. Tổng mức đầu tư dự án khoảng 3.800 tỷ đồng. Cơ cấu nguồn vốn từ nguồn thu tiền sử dụng đất của tỉnh và nguồn vượt thu ngân sách tỉnh. Thời gian thực hiện từ năm 2023 đến 2028. Tại kỳ họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đặng Văn Minh đã phát biểu làm rõ một số vấn đề đối với các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng, chỉnh trang đô thị và tạo quỹ đất sạch để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ven sông Trà. Chúng ta triển khai ba dự án này thì nó tạo một cái chuỗi cái hạ tầng đô thị, đồng thời chúng ta có một cái nguồn thu từ quỹ đất. Trong khi đó, Hội đồng Nhân tỉnh chúng ta quyết định đầu cái vốn đầu tư cho vốn thu từ quỹ đất của giai đoạn này là 13.073 tỷ. Trong khi đó, kết thúc 2021-22, năm 21 chúng ta mới thu được 923 tỷ, năm 22 chúng ta mới thu là 1.046 tỷ.
Như vậy thì 2 năm thì chúng ta thu mới có 2.000 tỷ trên 13.003 tỷ tiền, thì con số nó rất nhỏ. Năm 23 này chúng ta đặt ra 2.500 tỷ nữa thì 3 năm thì chúng ta mới thu gần 4.600 tỷ trên 12.000-13.000, thì chúng ta còn một cái nguồn rất lớn mà cần phải thu trong 2 năm. Nếu như chúng ta không khai thác quỹ đất của 3 dự án này thì chúng ta sẽ mất cân đối cái kế hoạch trung hạn về cái thu tiền đất cho đầu tư xây dựng cơ bản. Cho nên tốt, chúng ta phải làm bằng mọi giá, là phải làm cho bằng được. Khu Tịnh Long thì chúng ta dự kiến là đầu tư 180 tỷ nhưng mà chúng ta bán ra khoảng cỡ là 14-12 hecta, tôi tính ra là khoảng là 4 hecta thương phẩm, đại khái là tính ra khoảng 400 tỷ. Thì chúng ta bỏ suất đầu tư 180 thì còn lại 220 tỷ. Khu đô thị Tịnh Long 45 hecta, tính ra là khoảng cỡ 16 hecta đất thương phẩm, bán tổng lượng cỡ ngàn hai. Chúng ta bỏ ra là cỡ 270-300 thì chúng ta có 900. Và khu đô thị Đảo An Phú chúng ta tính khiêm tốn là 5.500, chúng ta bỏ ra 3.800 thì chúng ta có 1.700. Nếu như không có 3 dự án này thì chắc chắn là cái thu từ xương đất của chúng ta trong giai đoạn 21-25 là phá vỡ, mất cân đối, thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái chi đầu tư. Mà ảnh hưởng đến chi đầu tư thì ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng của tỉnh Quảng Ngãi. Cho nên tôi khẳng định 3 dự án này đủ điều kiện để Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua. Trong sáng nay, kỳ họp cũng đã bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Trần Thế Phan và Giám đốc Sở Y tế Phạm Minh Đức. Sau một buổi làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, kỳ họp thứ 13 Hội đồng Nhân dân tỉnh đã thông qua 24 nghị quyết và tiến hành bế mạc. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh khẩn trương triển khai thực hiện các nghị quyết, kỳ họp, bảo đảm cụ thể, công khai, minh bạch. Bí thư Tỉnh ủy cũng lưu ý một số vấn đề cần tập trung để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh trong năm 2023. Sau đây chúng tôi giới thiệu toàn văn bế mạc kỳ họp của Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân. Sau một buổi làm việc hết sức nghiêm túc, khẩn trương và trách nhiệm, chúng ta đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. Xin được báo cáo với các đồng chí là những nội dung nghị quyết Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua lần này có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự phát triển kinh tế, xã hội, củng cố quốc phòng an ninh cũng như công tác xây dựng đảng của tỉnh Quảng Ngãi. Xin được báo cáo với các đồng chí là như trong khai mạc tôi cũng đã trao đổi, tức là chúng ta cũng đã gần hoàn thành cái kế hoạch của quý 1 của năm 2023. Trong quý 1 vừa rồi, với sự quyết tâm nỗ lực của cả hệ thống chính trị, với sự điều hành chỉ đạo của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban thường vụ tỉnh ủy, sự quản lý chỉ đạo điều hành trực tiếp của Ủy ban nhân dân tỉnh, chúng ta đã có nhiều chỉ tiêu về kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh quan trọng đã được đạt cái kế hoạch đề ra. Báo cáo với các đồng chí là trong cái hoạt động đầu năm thì chúng ta đã thực hiện cái việc tuyển quân thành công và đạt kết quả tốt đẹp, được quân khu cũng đánh giá cao. Các hoạt động về phát triển kinh tế xã hội thì nhiều chỉ tiêu quan trọng chúng ta đã đạt, nhất là về việc thu ngân sách. Có các hoạt động về văn hóa xã hội đã có nhiều bước khởi sắc. Nhân cái buổi họp Hội đồng Nhân dân hôm nay cũng xin chúc mừng ngành giáo dục đào tạo, chúc mừng đồng chí Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo. Trong cái kết quả báo cáo đánh giá của Bộ Giáo dục Đào tạo về cái tỷ lệ học sinh đậu đại học thì Quảng Ngãi đứng thứ 15 trên 63 tỉnh thành phố. Đây là một tỷ lệ rất cao. Và cũng trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia vừa rồi, Quảng Ngãi chúng ta có 18 em học sinh của trường Trung học phổ thông chuyên Lê Thiết đạt các giải của học sinh giỏi quốc gia. Có thể nói đó là sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, sự đồng hành và nỗ lực của ngành giáo dục đào tạo cùng với sự hỗ trợ của các gia đình, của các bậc phụ huynh để cho chúng ta có cái chất lượng trong giáo dục đào tạo, mong muốn ngành giáo dục đào tạo, đồng chí Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo tiếp tục phát huy cái thành quả đó để trong thời gian đến, cái ngành giáo dục đào tạo và chất lượng giáo dục đào tạo của tỉnh Quảng Ngãi có những bước phát triển. Đồng thời cũng trong quý 1, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã làm việc với các sở ngành, trong đó trọng tâm là có cái việc chúng ta kiện toàn đội ngũ lãnh đạo cán bộ của ngành y tế, có sự quan tâm rất tích cực của Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh đối với hoạt động của ngành y tế, mà theo đánh giá rằng cũng chưa có những năm nào mà tỉnh có những cái chủ trương quan trọng, có cơ chế chính sách hỗ trợ tích cực cho ngành y tế như thế, để từ đó chúng ta tạo cái sự đồng thuận và sự nỗ lực để trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của mình.
Đi cùng với đó thì các cái công tác và các mặt hoạt động của công tác tổ chức xây dựng đảng cũng đạt những kết quả tích cực. Có những đề án, những chủ trương mới được ban hành, đặc biệt như tôi khẳng định là lần đầu tiên chúng ta đưa được cán bộ tỉnh ở các phòng ban của tỉnh về công tác ở cơ sở để đảm bảo thực hiện cái đề án xây dựng đội ngũ cán bộ của tỉnh cho 5 năm, 10 năm và 20 năm tiếp theo, xây dựng được đội ngũ cán bộ có tính kế thừa và tạo cái nguồn lực cho tỉnh Quảng Ngãi, đảm bảo các độ tuổi trong cơ cấu đội ngũ cán bộ của chúng ta vừa có đào tạo chuyên môn nghiệp vụ, vừa có kinh nghiệm thực tiễn để xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ. Và các cái mặt công tác khác trong hoạt động công tác xây dựng đảng cũng đã có những thành quả nổi bật. Tuy nhiên bên cạnh đó có hai vấn đề mà tôi vẫn luôn luôn muốn mong muốn nhắc nhở với các đồng chí, và từ nhiều diễn đàn của họp hội đồng, của họp tỉnh ủy, của họp ủy ban, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đều trao đổi, đó là cái quyết tâm chính trị của chúng ta trong triển khai thực hiện nhiệm vụ, đó là tính quyết liệt và trong chỉ đạo và trong tổ chức thực hiện, từ trong điều hành cho đến tổ chức thực hiện của chúng ta, đó là công tác phối hợp giữa các sở ngành, giữa các cơ quan đơn vị, giữa địa phương với tỉnh và giữa tỉnh với địa phương. Tôi đề nghị các đồng chí cũng quan tâm. Báo cáo các đồng chí là kỳ họp chúng ta thông qua 24 nghị quyết, trong đó có 23 nghị quyết về kinh tế xã hội và một nghị quyết về công tác tổ chức cán bộ. Đề nghị Ủy ban dân tỉnh, các cơ quan có liên quan chỉ đạo triển khai thực hiện cụ thể hóa các nghị quyết của Hội đồng dân tỉnh để đảm bảo triển khai thực hiện đồng bộ trong thực tiễn và trong hoạt động công tác của chúng ta. Đề nghị với các vị đại biểu Hội đồng dân tỉnh, các ban Hội đồng dân tỉnh, các tổ đại biểu Hội đồng dân tỉnh, các đồng chí tăng cường theo dõi giám sát việc triển khai thực hiện nghị quyết, đồng thời cũng có hình thức phù hợp để thông tin tuyên truyền về nghị quyết cũng như các chủ trương chính sách của chúng ta, của Hội đồng nhân dân tỉnh trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ. Tôi đề nghị với các đồng chí là chúng ta sẽ bắt tay ngay vào cụ thể hóa và triển khai thực hiện, vì có những nghị quyết chúng ta sẽ có hiệu lực từ ngày 25 tháng 3. Nhân dịp kỳ họp hôm nay chúng ta cũng đã bầu ủy viên Ủy ban dân tỉnh, Hội đồng dân tỉnh xin một lần nữa chúc mừng đồng chí Trần Thế Phan, Thượng tá Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, đồng chí Phạm Minh Đức Giám đốc Sở Y tế đã được Hội đồng nhân dân bầu vào ủy viên Ủy ban dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Xin chúc các đồng chí sẽ luôn cùng với tập thể Ủy ban dân tỉnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đã đề ra. Trong thời gian của năm 2023 chúng ta còn 9 tháng nữa, Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị với các vị đại biểu Hội đồng nhân dân, Ủy ban dân và các sở ngành, các đồng chí bám sát vào kết luận của Hội nghị tỉnh ủy vào cuối năm 2022, vào nghị quyết về kinh tế xã hội năm 2023 của Hội đồng dân tỉnh và về kế hoạch chương trình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, của Ủy ban dân tỉnh năm 2023 để chúng ta đề ra thực hiện nhiệm vụ của mình. Trong đó tôi lưu ý một số nội dung trọng tâm mà các đồng chí quan tâm, đó là việc chúng ta phải thực hiện giải phóng mặt bằng cho các dự án trọng điểm của Trung ương trên địa bàn của tỉnh, cũng như dự án trọng điểm của tỉnh, một số dự án mà hôm nay nghị quyết Hội đồng nhân dân chúng ta đã thông qua để tạo cái động lực cho sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Đối với dự án của Trung ương, trong đó có dự án đường cao tốc phía Đông giai đoạn 2, mà theo cái quy giao cái chỉ tiêu và cái giao nhiệm vụ của Thủ tướng Chính phủ, chúng ta phải bàn giao mặt bằng sạch hoàn toàn vào ngày 30 tháng 6 năm 2023. Đề nghị các đồng chí Bí thư cấp ủy, Chủ tịch Ủy ban dân các địa phương nơi có tuyến đường đi qua tập trung chỉ đạo để thực hiện thắng lợi cái nhiệm vụ này, cũng như những dự án trọng điểm của tỉnh đã được thông qua trước đây và thông qua tại kỳ họp lần này, chúng ta tập trung để giải phóng mặt bằng, để tạo quỹ đất sạch, để tạo cái điều kiện cho chúng ta có đấu giá, có thu hồi tiền từ sử dụng đất, để từ đó mới có cái nguồn lực để tiếp tục đầu tư cho những nhiệm vụ khác. Cái thứ hai, tôi cũng mong muốn các đồng chí phải tập trung triển khai quyết liệt cái chương trình mục tiêu quốc gia, các chương trình mục tiêu quốc gia, đặc biệt đối với vùng đồng bào dân tộc miền núi. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh rất nhiều lần quan tâm và bức xúc trước cái việc là kinh tế xã hội của tỉnh Quảng Ngãi phát triển, nhưng chỉ tiêu hộ nghèo của Quảng Ngãi cũng là cao trong vùng miền Trung của chúng ta. Báo cáo các đồng chí, chúng ta chỉ đứng sau Quảng Trị thôi. Vì vậy cho nên là thường vụ sẽ đã giao cho Ban cán sự đảng Ủy ban dân tỉnh chỉ đạo Ủy ban dân tỉnh rà soát thống kê lại một lần nữa các chỉ tiêu, tiêu chí đánh giá về tiêu chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo, để từ đó có cái nghị quyết lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ, và trong cái định hướng là sẽ có giao chỉ tiêu giảm nghèo cho các địa phương đơn vị. Tôi cũng nhắc trước các đồng chí, bởi vì thời gian sắp tới Ban cán sự đảng sẽ trình cho Ban thường vụ tỉnh ủy để lãnh đạo chỉ đạo phải thực hiện cho bằng được cái mục tiêu giảm nghèo xuống cái mức bằng bình quân chung của cả nước, chứ không thể để tình trạng chúng ta đang rất cao như hiện nay.
Cái thứ ba nữa là tôi theo dõi qua các phương tiện thông tin đại chúng, ngành nông nghiệp phát triển nông thôn cũng đã có rất là tích cực trong vấn đề chỉ đạo triển khai các hoạt động liên quan tới sản xuất nông lâm thủy sản. Việc gắn kết giữa sản xuất với chế biến tiêu thụ và đưa sản phẩm chúng ta ra thị trường, các đồng chí cô chú ý vào những đề án đã được ban hành phải cụ thể hóa triển khai thực hiện nhiệm vụ, phối hợp với các địa phương để lãnh đạo triển khai thực hiện, nhất là những sản phẩm ô cốp, những sản phẩm đặc sản của địa phương để vào được các trung tâm thương mại, các siêu thị và các cửa hàng bán lẻ của chúng ta để nâng cao chất lượng và cái thúc đẩy cho sản xuất của người nông dân. Cái thứ tư nữa là chúng ta phải tập trung để việc thực hiện thu ngân sách của chúng ta đạt các kế hoạch đề ra, cũng như việc giải ngân theo quy định. Báo cáo các đồng chí là theo báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh, hiện nay giải ngân của chúng ta đạt 7,8% theo các kế hoạch nghị quyết của Trung ương giao và đạt 7,7% theo các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh giao. Mà năm nay chúng ta phấn đấu phải đạt được 100% giải ngân theo kế hoạch. Năm ngoái, năm 2022, chúng ta đã là điểm sáng trong vấn đề giải ngân, thì không có lý do gì thì chúng ta không quyết tâm nỗ lực để duy trì và thực hiện ngày càng tốt hơn cái nhiệm vụ giải ngân này. Một nội dung tiếp theo đó là chúng ta đẩy nhanh hoàn thành cái việc các công trình dự án mà đã được triển khai và dự kiến hoàn thành trong năm 2023. Có thể có những lý do khách quan chủ quan, nhưng đề nghị các cấp các cơ quan phải chỉ đạo triển khai quyết liệt để chúng ta thực hiện hoàn thành, bởi vì mỗi dự án đưa vào hoạt động, mỗi dự án đưa vào sử dụng nó sẽ có giá trị, tạo ra những cái giá trị cho chúng ta trong quá trình phát triển kinh tế xã hội. Chúng ta một lần nữa cũng phải lưu ý một lần nữa với các đồng chí trong lãnh đạo chỉ đạo điều hành, đó là quản lý tài nguyên khoáng sản, nhất là trong điều kiện chúng ta đang thực hiện các cái dự án trọng điểm của cả nước, của quốc gia, cũng như dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh. Có việc đảm bảo quản lý tài nguyên khoáng sản không thất thoát, không lãng phí là yêu cầu mà chúng ta cần phải quan tâm. Đồng thời chúng ta tiếp tục thực hiện tốt cái nhiệm vụ thực hiện cái cải cách hành chính gắn với cái phát triển hạ tầng và tạo cái sự đột phá trong chuyển đổi số của chúng ta. Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh thì Ủy ban nhân dân tỉnh dành nguồn lực quan tâm đầu tư rất lớn cho việc chúng ta thực hiện các cái đề án chuyển đổi số, cho nên các đồng chí lưu ý quan tâm. Và đối với ngành giáo dục, ngành y tế, lúc nãy tôi đã nói rồi, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh đã có sự quan tâm rất lớn đối với hoạt động của ngành, lĩnh vực của các đồng chí, thì đề nghị các đồng chí tiếp tục nỗ lực, cố gắng phấn đấu để chúng ta nâng cao chất lượng trong giảng dạy và học tập, hoàn thành tốt nhất kế hoạch năm học 2022-2023, cũng như trong công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho người dân. Với nghị quyết của Hội đồng nhân dân lần này cũng tiếp tục thông qua các nghị quyết để chúng ta đầu tư sửa chữa xây mới cho 4 trung tâm y tế ở Tư Nghĩa, Nghĩa Hành, Mộ Đức và thành phố thị xã Đức Phổ, cùng với các cái trung tâm y tế đã được đầu tư ở Sơn Tịnh, CDC cũng như bệnh viện Đặng Thùy Trâm cũng như bệnh viện Đa khoa tỉnh. Chúng ta rất kỳ vọng rằng cái chất lượng khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho người dân sẽ ngày càng được nâng cao hơn. Đồng thời thì chúng ta sẽ tiếp tục thực hiện tốt các cái nhiệm vụ để đảm bảo cho công tác quốc phòng an ninh trên địa bàn của tỉnh, đảm bảo sự ổn định cho sự phát triển kinh tế xã hội của chúng ta. Và nhân cái hội nghị hôm nay thì tôi cũng đề nghị với các đồng chí, bên cạnh nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, chúng ta cần phải quan tâm tích cực hơn nữa trong triển khai thực hiện các đề án, các kế hoạch về công tác tổ chức xây dựng đảng mà Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành và lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện. Tôi mong muốn rằng là trong thời gian đến, các đồng chí cần phải quyết liệt hơn nữa, kỹ cương và hiệu quả trong thực hiện tất cả các nhiệm vụ giải pháp đã đề ra. Và trên cơ sở các cái chỉ tiêu nhiệm vụ đã được giao, mong muốn các đồng chí phấn đấu chúng ta thực hiện ít nhất cũng là phải bàn, còn không cao hơn so với kế hoạch các cái chỉ tiêu mà Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao cho các địa phương. Cũng xin báo cáo các đồng chí là trong tháng 4 sắp đến, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ tổ chức phiên giải trình của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về những vấn đề mà đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và cử tri quan tâm. Hội đồng nhân dân tỉnh cũng như Thường trực với mong muốn và với quan điểm rằng trong mỗi hoạt động giám sát, trong mỗi hoạt động chất vấn và giải trình, Hội đồng nhân dân tỉnh, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ đồng hành cùng với cơ quan hành chính, với Ủy ban nhân dân tỉnh và cả Ủy ban nhân dân các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện để làm tốt hơn nhiệm vụ chung của chúng ta. Cũng như dự kiến từ nay đến cuối năm, theo kế hoạch đã báo cáo với Hội đồng nhân dân, chúng ta có 3 kỳ họp, 2 kỳ họp thường kỳ và 1 kỳ họp chuyên đề. Tuy nhiên, trong sáng nay khi thông qua cái nghị quyết về hệ số điều chỉnh giá đất và bảng giá đất, đồng chí Giám đốc Sở Tài chính cũng đã nêu, tức là việc trước đây hệ số điều chỉnh giá đất được Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua, như hiện nay theo văn bản chỉ đạo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, trách nhiệm này sẽ thuộc về Hội đồng nhân dân tỉnh. Và cũng báo cáo với đồng chí là hầu như hàng tuần
hoặc là 2 tuần thì một lần Ủy ban nhân dân tỉnh đều có báo cáo với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về cái việc phải cho địa hệ số điều chỉnh giá đất làm cơ sở để chúng ta thực hiện đấu giá các dự án có để thu tiền sử dụng đất. Vì vậy cho nên có thể Hội đồng nhân dân tỉnh chúng ta sẽ tiếp tục phát sinh thêm nhiều kỳ họp khác so với kế hoạch đã báo cáo với Hội đồng nhân dân. Tôi đã trao đổi với đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân là để triển khai thực hiện đảm bảo theo đúng chỉ đạo thì chúng ta có thể 1 tháng họp 1 lần. Báo cáo với các đồng chí là đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng rất quyết liệt và mạnh dạn nhận trách nhiệm, là cũng đã báo cáo với đồng chí Chủ tịch Quốc hội rồi, tức là có thể trong nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh chủ động trên cơ sở cái bản giá đất chung hàng năm mà Hội đồng nhân dân tỉnh đã thông qua, thì Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ động quyết định. Tuy nhiên thì báo cáo đồng chí là Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã có văn bản giao nhiệm vụ này cho Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, giao cho Hội đồng nhân dân tỉnh rồi, nên tôi cũng có trao đổi là thôi cứ theo đúng quy định mà mình làm. Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ chia sẻ với Ủy ban nhân dân tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trong nhiệm vụ này, nên có thể chúng ta phải họp hàng tháng, bởi vì nếu như không thì chúng ta sẽ không kịp thông qua cái hệ số điều chỉnh giá đất để làm cơ sở để cho chúng ta đấu giá và thu tiền sử dụng đất. Và có tiền thì chúng ta mới có thể đầu tư và thực hiện các cái nhiệm vụ khác cũng như trong kế hoạch các cái dự án mà chúng ta đã thông qua. Và tôi cũng đề nghị với Ủy ban dân tỉnh là các đồng chí tập trung lãnh đạo chỉ đạo các cơ quan trình các cái nghị quyết cho hội đồng, cần phải chủ động kịp thời để Hội đồng dân tỉnh có thể thẩm định thông qua và báo cáo với Hội đồng dân đạt cái kết quả tốt nhất. Xin báo cáo với đồng chí là một lần nữa, Hội đồng dân tỉnh trân trọng đề nghị các đồng chí thủ trưởng các sở ban ngành, lãnh đạo của các cơ quan đơn vị, lãnh đạo của các huyện, thị xã, thành phố, các đồng chí nỗ lực hơn nữa, quyết tâm hơn nữa, phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động sáng tạo để cùng cả hệ thống chính trị của chúng ta thực hiện thắng lợi cái nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh cũng như là chương trình kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của chúng ta trong năm 2023. Một lần nữa xin được thay mặt cho chủ tọa kỳ họp xin trân trọng cảm ơn các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các đồng chí, các vị đại biểu Quốc hội thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi, các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đã về dự kỳ họp. Nội dung của kỳ họp chúng ta đã hoàn thành tốt đẹp chương trình đề ra. Tôi xin tuyên bố bế mạc kỳ họp. Xin trân trọng cảm ơn tất cả các đồng chí.